Thưa quý vị, những trò chơi vận động thật vui, thật hào hứng và đầy thử thách, mà mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng tinh thần làm việc đồng đội. Có nhiều mô hình team building hay còn gọi là xây dựng đội ngũ, nhưng các công ty đơn vị thường ưa chuộng hình thức cho nhân viên đi dã ngoại, kết hợp tham gia hoạt động thể thao, vừa vui chơi thư giãn, vừa có thể phát triển tinh thần gắn kết đồng đội, phát huy kỹ năng chỉ huy, làm việc nhóm, qua đó đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc. Chờ đón những tia nắng đầu ngày ở mũi cực đông của Tổ quốc, chèo bè trên sông lúc hoàng hôn, thưởng thức hải sản tươi ngay tại biển, cùng nhau chụp những bức hình sống ảo giữa thiên nhiên tuyệt đẹp. Và còn nhiều điều thú vị khác nữa mà bạn có thể mơ ước cho một kỳ nghỉ đáng nhớ. Đó là những trải nghiệm mà gần 200 thành viên tập đoàn Kim Tính đã trải qua trong cuộc hành trình Team Building hè 2019 mang tên Thay đổi để phát triển tại Phú Yên. Team Building hoạt động xây dựng đội ngũ đã trở nên được các doanh nghiệp công ty rất ưa chuộng qua hình thức là những hoạt động trò chơi vận động tập thể, thường là vào mùa hè, qua đó giúp các thành viên chia sẻ với nhau niềm vui, cùng nhau khám phá những địa điểm mới lạ, hỗ trợ nhau vượt qua những bài test thú vị để hiểu nhau hơn, gắn kết hơn và làm việc hiệu quả hơn. Dạ, thật ra thì tụi em thấy rất là vui, bổ ích. Tức là mình đã tham gia bên Exotic rất là nhiều cái team building, nhưng mà đây là lần đầu tiên đến Phú Yên và mình thấy Phú Yên rất là đẹp. Thậm chí đã hơi thấm mệt rồi, nhưng mà nếu như mà ngày mai nó hào hứng vậy thì chắc là sẽ không thấy mệt nữa đâu. Với những ai mới lần đầu tham gia, những thử thách của team building dù đơn giản nhưng có vẻ không hề dễ dàng, vì nó đòi hỏi phải vận động liên tục và kỹ năng làm việc nhóm qua nhiều loại hình khác nhau. Nhưng cũng tương tự như khi chúng ta chơi thể thao, các thành viên của đại gia đình Kim Tính sau hơn 10 năm làm quen với team building nhận thấy bản thân đã thích nghi với các loại hình vận động dưới cái nắng hè gay gắt. Có những thử thách sẽ khó thực hiện nổi nếu chỉ một mình. Cho em những cái trải nghiệm rất là mới, như cái việc mà 3 giờ sáng thức dậy đi ra tới để ngắm bình minh. Dạ, sáng nay thì em được tham gia cái chương trình là leo núi đá bia. Thì thật sự là leo từ dưới lên trên rất là mệt nhưng mà rất là vui. Tụi em đi chung với nhau thì mọi người đều giúp đỡ nhau để cùng nhau chinh phục được cái độ cao. Cảm thấy có những lúc mà mình muốn dừng lại, mình muốn đi xuống, nhưng mà những người mình đi xuống thì lại mình nghĩ tới những cái đồng đội phía trước và những người đồng đội phía sau phải cố lên thì mình lại lấy cái động lực để mình tiếp tục mình. Không có cách học hỏi nào hiệu quả hơn là trực tiếp trải nghiệm và khám phá. Sau 2 ngày với những thử thách như dậy từ 3 giờ sáng, leo bậc thang hải đăng để đón mặt trời mọc, tập thể dục và xếp chữ trên bãi biển, treo núi đá, chèo bè trên sông, nấu ăn dã ngoại, mỗi thành viên của 8 đội tham gia đều đã có những khám phá thú vị về nền văn hóa bản địa, học hỏi thêm những kỹ năng dã ngoại mới, cảm thấy mình khỏe khoắn, rắn rỏi hơn, tinh thần thoải mái, sảng khoái và quan trọng nhất là hiểu và gắn bó hơn với các đồng nghiệp. Và ai cũng bắt đầu mong chờ cho chuyến đi năm sau. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 365 của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin thể thao tối mai.